Hello, chào mừng tất cả các anh đã quay trở lại với kênh giày siêu hiệu của shop em. Shop em có địa chỉ tại 600 Trần Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, các anh ha. Địa chỉ đã bắt đầu trở nên quen thuộc đối với các anh rồi. Thì hôm nay trong video này em sẽ lên khoảng 10 đôi siêu phẩm cho các anh để các anh đi trong chơi cho các dịp lễ sắp tới. Về giá thì các anh khỏi lo luôn, giá em bán rẻ hơn là bỏ xì cho các shop nữa, nên các anh hoàn toàn yên tâm nha. Đôi đầu tiên em giới thiệu với các anh đó là một đôi mocha của Gucci. Em này thì có màu đỏ đô rất thích hợp cho các dịp đi lễ Tết sắp tới các anh nha. Các anh thấy nè, phía sau có chữ Gucci Made in Italy, bên hông cũng có logo của hãng nè, bên trên thì được tập vân, toàn bộ phần mu bên trước đã được dập vân hết rồi. Đôi này màu đỏ đô, tình trạng là xài lướt cho anh nha, còn rất là mới luôn, đế hầu như chưa mòn gì luôn, siêu lướt luôn. Đôi này quá đẹp, lòng trong còn rất là mới luôn, rất là mới, mới mẻ sạch sẽ luôn. Đây, mời các anh. Đôi này thì giá on web của nó vẫn còn đang còn khoảng giá là 790 đô chưa thuế và ship ha. Đôi này size của nó là 39 hoặc 39.5 đi đều được các anh nha. Và mã chốt hàng của đôi này là 40. Đó, anh nào thích thì em sẽ để cho giá là 2.900.000 thôi. Chỉ có 2.900.000 thôi. Giá rất là rẻ luôn. Quá đẹp cho một đôi siêu phẩm. Rồi mời các anh. Đôi thứ hai sắp gửi tới các anh đó là một đôi loafer của Gucci, một đôi loafer màu đen. Đôi này thì có thiết kế rất là hiện đại ha, mũi cong tròn này đó, cũng có phần logo chim phía trước của hãng này. Các anh lên chân là ra đường là mọi người biết là anh đang đi một đôi Gucci rồi. Gucci đây ha, đế da khâu rồi các anh nha. Những cái đôi đế da khâu này anh đi rất là bền luôn. Và nếu như các anh nào thích thì em sẽ dán tặng cho các anh một miếng dán đế chống trượt ở đây miễn phí luôn nhé, các anh cứ yên tâm đi. Đó, đôi này thì rất là dễ phối đồ luôn, một đôi loafer không cột dây, các anh có thể mặc quần jean, quần tây, đi tiệc, đi chơi, đi làm đều được luôn. Và đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng nữa thì quá trời rồi. Đây, phía trong em nó còn rất là mới luôn nha, của Gucci. Đôi này giá web cũng không dưới 700 đô đâu các anh nha. Đôi này size 41 và mã chốt hàng của đôi này là 44 các anh nha. Em bán cũng chỉ có 2.900.000 thôi cho một đôi siêu phẩm như thế này. Quá đẹp và quá rẻ rồi các anh. Rồi mời các anh. Tiếp theo thì em gửi tới các anh một thương hiệu nữa, một đôi giày đến từ thương hiệu Ferragamo, đặc trưng đó là tóc móng ngựa các anh nha. Đó, đôi này là một trong những dòng mà đắt đỏ nhất của nhà Ferragamo, chỉ sau Chameza thôi. Đó, tại sao nó đắt đỏ? Một phần là do chất liệu da này, một phần là do cấu trúc của bộ đế của nó nữa. Bộ đế này thì đế cao su đúc đã được khâu luôn rồi. Đó, các anh đi 5-10 năm vô tư luôn. Ha. À, quá đẹp. Da rẻ mịn màng, hầu như là chưa có chảy xước gì hết. Chưa có chảy xước gì hết. Đôi giày này cầm lên rất là nặng ha. Cảm giác rất là nặng, tại vì do chất liệu của đôi đế cao su và da rất là xịn sò luôn ha. Đó, phía sau gót này các anh thấy không, nó còn thêm một lớp này nữa, các anh đi thoải mái luôn, đạp gót lên không sao ha. Đó, một điểm đặc biệt của đôi giày nữa này, đôi giày này nữa là tắc hình móng ngựa các anh nha, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, đôi này thì
size 42.5, 81/2 tương đương với 42.5 và 42 bon chen đi vẫn được. Mã chốt hàng ở đôi này là 45 các anh nha. Em để giá ngày hôm nay chỉ có 1,5 triệu thôi, em bao giá luôn, không có bất cứ một shop nào có thể bán cái giá này được. Hay là tri ân cảm ơn của các anh đã follow kênh nha. Quá đẹp, quá rẻ luôn các anh. Và tiếp theo thì em gửi tới các anh một siêu phẩm, một siêu phẩm đến từ thương hiệu Salvatore Ferragamo. Đôi này tại sao gọi là siêu phẩm? Tại vì đôi giày này được gọi là một cái đôi giày hôn cất, có nghĩa là được làm từ một cái miếng da nguyên miếng thôi đó, nó không có chắp vá thêm bất cứ một cái miếng nào khác, thì mình gọi nó là hôn cất. Thì nó hoàn toàn được làm thủ công các anh nha, làm thủ công bằng tay từ khâu chọn miếng da cho tới làm đôi giày, rất là cầu kỳ luôn đó. Và đây là có một cái đường vân chìm này ở chiếc mu giày này, rất là đẹp. Và đôi này cái màu nó cũng rất là dễ thương luôn, màu vàng nghệ, màu vàng nghệ các anh nha. Đó, nên đôi giày này cực kỳ sang luôn, ít đụng hàng, quá đẹp luôn các anh này. Đó, đế thì còn rất là mới luôn, ở đây có thương hiệu của hãng nữa này. Và bên trên thì shop đã dán sẵn đế chống trượt cho các anh này, các anh chỉ việc đi thôi, quá đẹp luôn. Đồ này thì có giá tầm dao động phải trên 1.000 nhé các, trên 1.000 đô ạ, trên 1.000 đô nhé. Đó, bên trong là các anh thấy không, lót da thương hiệu của hãng luôn này, cực kỳ mới đẹp luôn. Đó. Và đồ này á size 43 các anh nha, size 43 và mã chốt hàng của đồ này là 50. Trong buổi live ngày hôm nay em cũng chỉ bán giá 1,4 triệu thôi. Đôi này thì em bán còn rẻ hơn giá sỉ rất nhiều luôn. Em bao giá luôn cho các anh chơi ha. Một đôi giày siêu phẩm, cực kỳ hiếm. Vậy mà chỉ có 1,4 triệu thôi. Mời các anh nhanh tay nhé. Đây, đổi gió một chút xíu. Em giới thiệu với các anh một đôi Chuka Boots đến từ thương hiệu Bali. Đôi này là đôi Chuka Boots, thì nó tới mắt cá chân của anh em thôi, đi tới mắt cá chân thôi nha. Màu đỏ đậm. Đôi này dễ thương lắm, mới tinh luôn, thương hiệu Bali nè các anh nha, mới tinh luôn các anh thấy không? Hầu như là những cái vân chống trượt ma sát ở đây còn nguyên luôn đó. Và bên trong đôi giày này được lót lông nha các anh. Đó, đôi này mà các anh đi mùa đông thì bá cháy luôn, cực kỳ ấm chân luôn, không sợ lạnh. Đó, một đôi Chuka Boots đến từ thương hiệu Bali. Đôi này on web thì cũng tầm 13-14 triệu, rất đẹp luôn. Đôi này size 40 hoặc 40.5 các anh đi đều được ha, đều được. Và mã chốt hàng của đôi này là 56. Trong buổi live này em bán cũng chỉ có 1,4 triệu thôi, 1,4 triệu thôi. Rồi, rồi tiếp theo em giới thiệu với các anh một đôi giày nữa đến từ thương hiệu Ferragamo. Đôi này mẫu giày tây, dành cho các anh đi tiệc này, đi tiệc hoặc đi làm được, phối với da quần tây cực kỳ sang trọng luôn. Mặc vest nữa thì thôi rồi ha. Da này em thấy không, da rất là mịn màng luôn. Những đôi giày hiệu thì các anh khỏi phải lo về chất liệu rồi, cực kỳ khác bọt luôn, cực kỳ khác bọt luôn. Em này màu nâu nhạt nha các anh, màu nâu nhạt đó các anh thấy không. Ở đây này có chữ Ferragamo này, gặp thương hiệu của hãng này. À, dây của em nó cũng khác bọt luôn nha, không phải là dây bình thường đâu ha, dây da, dây zin luôn. Đó, đế cao su cực kỳ bền bỉ luôn, vẫn còn thương hiệu của hãng bên dưới này, bên trên này Made in Italia này,
không lẫn vào đầu được nhé. Quá đẹp. Đây các anh coi này, cái lót bên trong bằng da mà mới cứng như thế này, các anh thấy chưa? Quá mới, quá đẹp. Và đẹp hơn nữa là các anh thấy giá em bán chỉ có 1,2 triệu thôi, 1,2 triệu cho một đôi giày như thế này. Sorry các shop khác nha, nếu mà em có bán giá rẻ quá thì anh ta xin lỗi các shop khác ha. Đôi này thì 41 hoặc 41.5, các anh mang đều vừa, đều được hết. Tại cột dây thì mình dễ ít sai lắm, và mã chốt hàng của em đó là 55 các anh nha. Rồi quá đẹp anh nha. Tiếp theo em mang tới các anh một cái thương hiệu mới lạ so với các thương hiệu hồi nãy một chút xíu. Em này thì đến từ thương hiệu Testoni. Testoni ha, cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý nè. Những đôi giày của hãng thì không bao giờ với giá 500 đô đâu. Và đôi này thì có cái điểm đặc biệt nữa đó là da đan này. Da đan nhỏ này. Đây, anh thấy không? Da đan này. Những cái đôi da đan á thì sẽ được làm tỉ mỉ và cầu kỳ hơn những cái đôi da trơn các anh nha. Đó. Đan này không là cũng rất là mất thời gian rồi, rất là cầu kỳ luôn. Quá đẹp. Lòng trong của nó là phun da luôn. Thương hiệu của hãng cũng được dập ở trong đây luôn rồi. Các anh thấy không? Phun da rồi. Đôi này màu đen đến từ thương hiệu Testoni. Đôi này size 42 nha các anh. Mã chốt hàng của đôi này là 52 và em bán ngày hôm nay 1,4 triệu thôi, 1,4 triệu thôi cho một đôi giày giá on web tầm 13-14 triệu. Rất đẹp luôn. Tiếp theo thì em gửi tới các anh một mẫu penny loafer rất là đẹp, mũi nhọn vuông vức ha, nhìn rất là nam tính, manly, rất là manly luôn. Thiết kế khỏi chê, màu đen đến bàn luôn ha. Đến từ thương hiệu Zenna, thương hiệu này cũng của Ý, made in Italia luôn các anh nha. Đôi này đế da khâu cực kỳ bền bỉ, độ mới thì khỏi chê. Đây, lòng trong cũng có dập thương hiệu của hãng luôn, bằng da đi cực kỳ êm chân luôn, cực kỳ êm chân luôn. Những đôi hàng hiệu thì các anh khỏi phải bàn rồi, mua một đôi đáng một đôi luôn, đi vài năm chưa hư. Đôi này thì size 41 các anh, size 41 và mã chốt hàng của đôi này là 61. Em bán ngày hôm nay cũng chỉ có 1,3 triệu thôi, vẫn rẻ hơn so với giá em bỏ xỉ các anh nha. Quá đẹp. Rồi, tiếp theo thì em gửi tới các anh một đôi giày đến từ thương hiệu Gucci nữa. Đôi này màu xanh nước biển, hơi cá tính một xíu. Đây, màu xanh nước biển, cá tính, đậm nha các anh, ra ngoài đường nổi lên. Và điểm đặc trưng của đôi này là cái logo hình móng ngựa của hãng này, sáng bóng luôn. À, đó, đế của em này là đế cao su, đã được khâu rồi, được khâu xung quanh đôi giày à. Các anh đi tới khi nào mòn thì thôi. Em chân luôn, cực kỳ em chân luôn. Đôi này còn mới khoảng 95%. Quá mới và quá đẹp. Đó, bên trong lót này các anh thấy không? Có dập thương hiệu Gucci của hãng luôn, made in Italia. Mới đẹp.
này size 41 hoặc 41.5 anh mang đều ok hết, đều ổn hết. Và mã chốt hàng của đôi này là 60. Ngày hôm nay em bán chỉ có 2,2 triệu thôi. Một đôi giày chung web bán khoảng 15-16 triệu. Em bán chỉ có 2,2 triệu thôi. Anh nhanh tay nha. Cuối cùng thì em gửi tới các anh một đôi giày Gucci, một đôi loafer Gucci nữa. Đó, rất là đẹp luôn, tăng form lên là cứng nhắc luôn, đẹp, đẹp luôn, căng mịn luôn ha, và đẹp. Cái logo của hãng này sáng bóng luôn, cực kỳ đẹp. Những cái đôi loafer như thế này, đế da như thế này là đẹp. Giá web cũng đâu đó tầm 15-16 triệu nha, chứ không có rẻ đâu. Một đôi này các anh đi khoảng 5-10 năm là bình thường á. Các anh coi này, lót trong là bằng da, đặt chữ Gucci Made in Italy này, quá đẹp, quá đẹp ha nha. Đôi này thì size 41. Size 41. Mã chốt hàng của đôi này là 53. Là em bán ngày hôm nay cũng chỉ có 2,5 triệu thôi. Ai nào thích thì inbox nha. Rồi, tất cả những sản phẩm của shop bán ra em cam kết với các anh chính hãng, bao chính hãng trọn đời luôn. Các anh đi bất cứ khi nào phát hiện mà fake, nhái, hàng dựng thì shop sẽ lập tức là hoàn tiền gấp đôi cho anh giá trị đôi giày đó và tặng cho anh đôi giày luôn. Không nói nhiều nha, shop nói là làm. Toàn bộ các sản phẩm bán ra đều cam kết chính hãng. Và nếu mà anh nào đi một thời gian mà muốn đổi mẫu khác, các anh cũng có thể inbox cho shop nha. Shop có chính sách thu mua lại hoặc là đổi các đôi khác cho các anh để các anh dễ chơi. Rồi, cảm ơn các anh đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn lại gặp lại các anh trong những video tiếp theo. Và em hứa là sẽ mang rất nhiều siêu phẩm tới cho các anh nha.